Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Trong video lần trước, mình đã giới thiệu đến các bạn loài động vật được xem là sát thủ của đại dương. Đường link mình để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Còn trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn loài chim ăn thịt khổng lồ mệnh danh Chúa tể bầu trời. Chúng ta hãy bắt đầu nội dung của video thôi. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe nói đến loài chim đại bàng với thân hình to lớn cùng sải cánh rộng, nhưng chúng ta thực sự biết bao nhiêu về chúng? Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu khái quát một số đặc điểm về loài chim săn mồi này. Đại bàng, loài chim săn mồi cỡ lớn, được mệnh danh là chúa tể bầu trời. Đại bàng được đánh giá rất mạnh mẽ và hùng dũng. Trong nhiều nền văn hóa, đại bàng là biểu tượng của sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Đại bàng là một loài chim săn mồi thuộc bộ ưng, lớp chim họ Accipitridae. Chúng sinh sống ở những nơi có núi cao và rừng nguyên sinh còn chưa bị con người chọc phá như bờ biển Úc, Indonesia, Châu Phi, nhưng chủ yếu là ở lục địa Á Âu với khoảng 60 loài. Còn 14 loài khác được tìm thấy tại các lục địa còn lại, bao gồm 2 loài ở lục địa Bắc Mỹ, 9 loài ở Trung và Nam Mỹ và 3 loài ở Úc. Có nhiều đặc điểm nhận dạng giữa các loài đại bàng với nhau, nhưng nổi bật là màu lông và kích thước từng loài. Loài đại bàng lớn nhất có chiều dài cơ thể hơn 1 mét và nặng khoảng 7 kg. Loài bé nhất chỉ dài có 0,4 mét và nặng khoảng 0,5 kg. Chim mái thường lớn hơn chim trống và nặng hơn chim trống khoảng 25%. Theo một số tài liệu chưa được chứng minh thì đại bàng có sải cánh hơn 3 mét và nặng tới 30 kg. Thực tế thì đại bàng nhỏ hơn thế, sải cánh của chúng chỉ dài từ 1,5 mét cho đến 2 mét. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật có kích thước nhỏ, từ dơi đến kích thước to bằng một con nai Philippines, tùy theo địa điểm mà chúng sinh sống. Thậm chí chúng ăn cả các loài động vật có móng vuốt như lợn con, chó nhỏ. Từ trên cao, đại bàng có thể bổ xuống với tốc độ cực nhanh để tóm gọn và hồ gục con mồi một cách nhanh chóng. Và sau đây là một số điều thú vị về chúa tể của bầu trời. Đại bàng thường làm tổ trên núi hoặc cây cao. Tổ của chúng rất lớn và mỗi năm chúng lại tha về tổ nhiều cành cây mới để làm cho tổ thêm kiên cố hơn trước. Tổ là nơi chim mái để trứng. Mỗi kỳ sinh nở thì chim mái sinh được 2 trứng. Do chim bố mẹ chỉ có khả năng nuôi 1 chim con nên thường sẽ có cuộc quyết đấu giữa 2 chim con. Con nào thắng sẽ được nuôi cho đến khi trưởng thành. Thường thì những con đại bàng nở trước có xu hướng giết chết anh em của mình khi chúng mới nở. Sự cạnh tranh sinh tồn từ trong trứng nước này không được chim bố mẹ ngăn cản ngay cả khi nhìn thấy. Trưởng thành trong khổ luyện. Làm tổ trên cao, nơi trên bên những vách núi hiểm trở và nhiều bão tố là cách đại bàng dạy con mình về một cuộc đời không hề dễ dàng, bay hoặc chết khi còn non. Ngay từ khi sinh ra đến lúc tập bay, ngày nào đại bàng mẹ cũng quăng con ra khỏi tổ. Đại bàng con buộc phải dang đôi cánh rồi tập vỗ nếu nó không muốn tan xương nát thịt. Có thể ban đầu những con non không thể vỗ cánh và cha mẹ chúng phải xà xuống đón con khi gần chạm mặt đất. Nhưng đó là cách đại bàng mẹ dạy con về sự nguy hiểm, sống còn nó phải đối mặt nếu không biết tự cố gắng. Một bài học trưởng thành trong khổ luyện. Không ăn những thứ đã chết. Đây là đặc tính chỉ có duy nhất ở đại bàng, khi chắc đầy bản năng của kẻ thống lĩnh bầu trời, không cho phép chúng tự biến mình thành kẻ dọn gác cho các loài khác. Sẵn sàng bay xa hàng chục km khỏi tổ để săn mồi từ núi cao đến biển sâu. Đại bàng chỉ ăn những con mồi còn tươi mới. Đại bàng thà chịu đói chứ không ăn xác mồi thối rữa. Chúng ăn có chọn lọc và luôn đòi hỏi tiêu chuẩn nhất định của con mồi. Bay ở độ cao gần 5 km. Khí chất ngược đời. Khác biệt ở đại bàng chính là bay ở độ cao mà không loài nào địch nổi, trở thành kẻ thống trị bầu trời. Đối với đại bàng, quăng mình vào thử thách và đối mặt với nỗi cô đơn bất tận chính là cách chúng rèn giũa sức mạnh cho đôi cánh và cái đầu lạnh của mình. Tốc độ bay trên 300 km/h. Đại bàng có tốc độ bay cực lớn trên 300 km/h nên chúng dễ dàng bỏ xa những đối thủ khác trong cuộc đua tốc độ cũng như trận chiến sinh tồn. Đây chính là kỹ năng then chốt để đại bàng dẫn đầu trong mọi tình huống. Có nhãn lực vô đối.
với thị lực phi thường và khả năng tập trung đạt mức tuyệt đối, để bạn có thể phát hiện con mồi từ khoảng cách khủng khiếp 5.000m. Đây là tầm cao giúp chúng quan sát được trận mạc mà không làm con mồi phát hiện. Bắt lượn có trở ngại gì? Một khi đại bàng đã nhắm trúng con mồi, nó không bao giờ bỏ cuộc và dành sự tập trung cao độ để thiết lập ra cách tiếp cận và bắt bằng được con mồi đó. Loài chim của những cơn bão. Đại bàng trở nên hưng phấn và dũng mãnh khi đối diện với gió bão. Trong những cơn bão lớn, chúng tung mình vút lên bầu trời, vượt lên cả những tầng mây và xải dài đôi cánh đầy kiêu hãnh, trong khi những loài chim khác lại tìm cách chạy trốn và trú ẩn. Không sợ hãi và nhục chí trước gian nguy, đại bàng vui mừng đón nhận những cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên, tôi luyện trong chính khó khăn để trở nên khôn ngoan, mạnh mẽ hơn trong hành trình thống lĩnh bầu trời. Thử thách trước khi đặt niềm tin. Đại bàng là một loài vật đặc biệt bởi nó luôn có cách thức để kiểm tra trước khi đặt niềm tin vào con khác. Hàng giờ đồng hồ là thời gian mà đại bàng cái cho thử thách. Nghệ thuật nhặt cành cây cho đại bàng đực trước khi yên tâm trao niềm tin cho bạn tình. Trước khi cho phép con đực giao phối, đại bàng cái sẽ gấp một cành cây rồi bay ở nhiều độ cao khác nhau, thả cành cây xuống để con đực lao theo và nhặt lại. Quá trình thử thách cứ diễn đi diễn lại cho đến khi con cái tin rằng đây là một nửa của mình thì việc giao phối mới diễn ra. Và đặc điểm cuối cùng đó là tái sinh. Đại bàng có tuổi thọ trung bình khoảng 70 tuổi, có thể xem là một trong những loài động vật có tuổi thọ cao nhất. Thế nhưng trước khi đạt đến độ tuổi này, đại bàng phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt và đầy đau đớn. Bước vào tuổi 40, đại bàng trở nên già nua, móng vuốt dài và yếu đi, mỏ cùng và cong lại, đôi cánh cũng trở nên nặng nề. Lúc này, chúng đứng trước sự lựa chọn sinh tử, chờ chết hoặc là can đảm tái sinh bằng một cuộc lột xác đầy đau đớn. Chúng đập vỡ mỏ và móng vuốt, tự nhổ hết lông, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và ở lại một nơi sâu trong hang đá lạnh lẽo, để rồi 5 tháng sau, đại bàng tái sinh kỳ diệu, sống 30 năm tiếp theo đầy dũng mãnh như bản chất vốn có của mình. Video của mình đến đây là hết. Rất mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.